Lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, Oscar Tiger 12, 12GB, tần số quét 120Hz, chip Helio G99, phiên bản 256GB, giá chỉ 3.890.000 đồng. Quét ngay mã QR để biết thêm thông tin chi tiết. Chào các bạn, làm cái gì cũng có cái tốt và cái xấu, và bất động sản cũng không ngoại lệ, đặc biệt là khi đây là một lĩnh vực quan trọng ảnh hưởng cuộc sống của tất cả người dân. Các bạn cứ thử hình dung mà xem, nếu như lĩnh vực tài chính chỉ ảnh hưởng đến những người cần gửi tiền, vay tiền, lĩnh vực du lịch ảnh hưởng đến người muốn đi hưởng thụ, lĩnh vực sản xuất ảnh hưởng đến người công nhân và người sử dụng, thì cái ông bất động sản nó rất lạ, tất cả mọi người ai cũng chịu ảnh hưởng. Tưởng tượng rằng bạn đang sống ở một nơi xa xôi, vùng quê hẻo lánh, sống yên phận với đời, xa lánh xô bồ cuộc sống, nhưng bỗng một sáng thức dậy, bạn thấy phía trước là hàng chục cái ô tô đỗ la liệt, hàng trăm người đang đứng chỉ trỏ. Ngày hôm sau, máy ủi máy xúc chạy ầm ầm, cái mảnh vườn nhau hàng xóm, cây cối xanh tốt giờ đã bị gạt phẳng. Người ta đang cắm cọc phân lô bán nền, dù đã tránh xa thành phố, chui tận về làng quê, nhưng bạn giờ cũng không còn bình yên nữa. Ngày nào quanh nhà bạn cũng ồn ào người qua lại, chỉ trỏ mua bán loạn hết cả lên. Điều bất ngờ hơn là bạn có đứa con trai sắp cưới vợ, tính đổi con trâu lấy mảnh đất nhà ông hàng xóm lâu nay định cư ở thành phố. Ai dè hỏi thì ông ấy bảo, giờ ông có đổi 10 con trâu thì cũng không được đâu. Giờ đất nhà tôi lên giá gấp 50 lần rồi. Dù bạn không thể hiểu tại sao cái nơi khỉ ho cỏ gáy này cho cũng chẳng ai muốn đến ở, mà giá đất lại sốt như nước sôi. Dù bạn không thể hiểu nhưng vẫn phải chấp nhận và bất lực vì không mua được mảnh đất nào cho con trai cưới vợ. Thế thì quay lại với vấn đề mình đặt ra trong video này là thế nào là bất động sản tốt, thế nào là làm bất động sản xấu. Thì bạn có bao giờ lẩm bẩm chửi rằng sao cái ông nào quy hoạch con đường này chán vậy, đường thì bé, mương nước thì cao hơn cả mặt đường, nhà dân thì mỗi nhà xây một kiểu, có nhà thì xây cái bờ sân muốn hết nửa con đường rồi, đi thì suốt ngày tắc, khói bụi thế này thì chẳng mấy mà ung thư phổi. Chưa kể, cứ lâu lâu lại đào lên chôn cái nọ thay cái kia, đúng là quá tốn kém lãng phí, làm ăn chẳng đâu với đâu, đến chán. Vậy nên, mình từng ước rằng giờ mình có thể thôi miên mấy ông hàng xóm, để nhà nào cũng lùi vào một vài mét đường, cùng nhau trồng cây, trồng hoa hai bên đường, cho con đường nó vừa rộng ra, vừa mát mẻ, vừa đẹp. Chứ cuộc sống bon chen vật chất mà tinh thần mệt mỏi khi ra đường rồi toàn khói bụi, toàn tắc đường thì cũng đâu có sung sướng gì, có khi còn chết sớm. Tuy nhiên điều ước của mình thì không thể thành hiện thực được vì thôi miên chắc chỉ có trong phim thôi. Nhưng mà có những người giàu họ đủ tầm, họ lại làm được việc đó. Và mình cho rằng đó là họ làm bất động sản tốt. Cụ thể là họ nhiều tiền đến mức họ mua cả một khu đất rộng hàng trăm hecta rồi quy hoạch vô cùng bài bản, xây một phát là gọn gàng sạch sẽ luôn, tính toán đường xá sao cho phù hợp, trồng bao nhiêu cây để làm sạch không khí, bố trí điện đường trường trạm, khu mua sắm, khu nghỉ dưỡng sao cho phù hợp để người dân thuận tiện nhất khi sinh sống. Sau khi làm xong thì họ cho người dân vào ở và đặt ra các quy định yêu cầu mọi người phải tuân theo để có một nếp sống văn minh. Và dân đến đó sống thì không thể thích xây kiểu gì thì xây, không thể nuôi gà nuôi lợn làm ô nhiễm hàng xóm. Chứ như khu nhà mình có mấy nhà nuôi lợn thối inh mà cũng ngại ý kiến vì tình làng nghĩa xóm. Nhưng mà đúng là mỗi khi gió thổi về hướng nhà mình thì như kiểu sống giữa chuồng lợn vậy. Như vậy người làm bất động sản tốt thì họ sẽ tạo ra những khu vực văn minh, sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh môi trường, xây theo quy hoạch không bị tắc đường, ai cũng vui vẻ. Và thường thì những người muốn hoặc là đủ khả năng sống ở đó thì đều là cơ bản là những người văn minh, lịch sự, hàng xóm ai cũng vậy thì thật là tuyệt vời. Đó là những người làm bất động sản tốt, nghĩa là họ giải quyết cái vấn đề của xã hội, mang lại cho người dân cuộc sống tiện nghi hiện đại, coi như là họ thay mặt làm những điều mà chính phủ chưa thể làm được. Thế còn làm bất động sản xấu là những người chỉ làm vì tiền, khiến cho cuộc sống của người dân ngày càng khổ sở hơn. Ví dụ bạn hãy tưởng tượng khu bạn đang sống là một khu vực đông dân cư, sáng ra là tắc đường, coi sẽ nhỏi, khói bụi mịt mù. Đã thế, từ dương công đại gia nào nhảy vào, mua vài cái nhà cũ rồi đập đi. Xong ông ta xây trình hình ở đó, một cái tòa chung cư cao vút hàng chục tầng. Phía dưới thì không có công viên, không có sân vườn, nhìn đâu cũng toàn là bê tông. Như vậy, cái việc làm đó mang lại lợi nhuận cho ông ta. Vì một diện tích đất nhỏ bé có thể bán được cho nhiều người với việc xây nhiều căn hộ chồng lên nhau.
Nhưng mà điều đó lại gây ra cuộc sống tồi tệ hơn cho những người dân xung quanh, vì vốn dĩ lâu nay đã chật chội, đã tắc đường rồi, đã thiếu hệ thống công cộng để phục vụ cuộc sống rồi. Giờ xây thêm một cái chung cư lại kéo theo hàng nghìn người đến sống thì đương nhiên là tắc đường hơn, khói bụi nhiều hơn, điện đường, trường trạm, cái gì cũng quá tải. Vì lúc người ta xây cái trường học chỉ tính cho đủ lượng cư dân từ 10 năm trước, mà 10 năm sau mọc thêm 10 cái chung cư thì số lượng trẻ em tăng thêm, học ở đâu bây giờ? Thế nên mới xảy ra tình trạng là cứ mỗi đầu năm học là các vị phụ huynh lại chen chúc, thức từ lúc gà gáy, mà thậm chí là có người còn đến cổng trường chờ từ 12 giờ đêm. Người nước ngoài đến chắc tưởng đâu trường này sắp đón giao thừa. Mà phải vậy mới bon chen được, mới giành giật được một suất học cho con ở trường công. Chứ chen không được, phải học ở trường tư thì có khi làm công nhân cả tháng chỉ đủ tiền cho con đi học. Đi học về thì thôi cố mà gặm bánh mì con ạ. Thế nên cũng là làm bất động sản, nhưng ông nào giải quyết được sự quá tải về hạ tầng của dân, đưa dân từ đô thị ra ngoại thành thì mình thấy rất tốt. Ngược lại, ông nào đã chật chội rồi còn cắm vào đó cái tòa chung cư cả vút nằm chơi nhanh ra, thu hút thêm hàng nghìn người đến ở thì đó rõ ràng là chỉ vì lợi nhuận thôi. Giống như ông đại gia nào đó mà xây một đống nhà nhìn như cái tổ kiến, thậm chí còn xây quá gấp nhiều lần giấy cho phép thì toàn làm thêm sự quá tải cho dân. Các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại.